Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Đến lượt ông Khánh nổi giận mắng té tát có dâu. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Mỹ Anh sau hơn một tháng ở chung với nhà chồng, cô bắt đầu bộc lộ nhiều tính cách khiến gia đình Hải Đăng không thể chịu đựng được. Ban ngày thì ngủ nướng, không phụ giúp việc nhà, bên đêm thì bỏ ra ngoài đi chơi, tụ tập bạn bè. Những tính cách trước đây Hải Đăng yêu mến Minh Anh thì Mỹ Anh đổ sông, đổ biển. Tiếp đến là việc nói dối bà Dung đi về thăm em gái nhưng thực chất là đi shopping hàng hiệu, dẫn theo đến ba người hầu hạ. Thật quá sức chịu đựng đối với bà Dung. Biết cần phải làm gì đó để ghi điểm cùng bà mẹ chồng, Mỹ Anh bằng đầu nghĩ ra kế sách mới. Cô làm thân với mẹ Hải Đăng và hứa cùng bà đi làm từ thiện, thăm các em nhỏ mồ côi ở làng SS. Mỹ Anh sẽ tạo một bất ngờ và hy vọng nhà chồng sẽ cảm kích. Thế là cô âm thầm mời nhà báo đến để ghi hình, phỏng vấn buổi làm từ thiện, mục đích để PR cho tập đoàn KMD. Thế là trong lúc đang làm từ thiện cùng với Mỹ Anh, thì bà Dung bị đám phóng viên bao quanh và xin phỏng vấn. Mặc dù đã tìm cách từ chối, nhưng bọn họ vẫn muốn bà Dung phát biểu. Có như vậy, thì bọn họ mới có tư liệu để viết bài cho công ty KMD được. Tất cả bọn họ đến đây là vì có người đã gọi trước, để viết bài về công ty của gia đình Hải Đăng. Mặc dù bà Dung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà Dung cương quyết không chấp nhận phỏng vấn. Xin bà hãy nói đôi lời về quỹ từ thiện này, có phải là vừa để làm từ thiện vừa để nhiều người biết đến quý công ty không ạ? Một phóng viên thắc mắc, thấy mẹ chồng của mình không phát biểu được câu nào cả, Mỹ Anh đã thay mặt mẹ chồng để trả lời phỏng vấn của các nhà báo. Cô ta tự hào nói với tất cả mọi người rằng, đây chỉ là một trong những hoạt động từ thiện ý nghĩa mà mẹ chồng của mình đã làm trong suốt thời gian vừa qua, và không muốn mọi người biết đến, bản thân là con dâu mới về nhà chồng, nhưng cô cũng chung sức, chung lòng theo mẹ làm từ thiện. Mặc dù Mỹ Anh hết lời ca ngợi mẹ chồng và gia đình nhà chồng của mình, nhưng bà Dung thật sự không thể nào nghe lọt lỗ tai bất cứ một câu nào hết. Vì lý do mà bà Dung làm từ thiện không phải là vì muốn đánh bóng tên tuổi của gia đình mình, mà chỉ đơn giản là bà muốn chia sẻ miếng cơm áo đến những hoàn cảnh bất hạnh xung quanh mình mà thôi. Đây là hoạt động từ thiện do chính bà Dung và những người bạn của mình âm thầm thực hiện. Tất cả họ đều không muốn công khai chuyện này. Vậy mà Mỹ Anh lại không thông báo cho ai hết, tự ý hành động như vậy, làm cho những người bạn của bà Dung tức giận mà bỏ về. Bà Dung cũng không biết phải ăn nói như thế nào với những người bạn của mình nữa. Sau khi trở về nhà, bà Dung tức tối đến bật khóc, công sức bao năm của bà đổ sông đổ biển. Thấy vợ của mình tâm trạng không tốt, ông Khánh vào hỏi thăm thì mới biết được sự tình xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Ngay lập tức, ông Khánh đã gọi Mỹ Anh và Hải Đăng xuống để nói chuyện. Ông Khánh muốn nghe Mỹ Anh giải thích. Mỹ Anh nói rằng ông Khánh cũng đã từng muốn Mỹ Anh giúp đỡ Hải Đăng trong công việc và muốn tập đoàn thêm nổi danh. Chẳng phải là cô ấy đang làm rất tốt hay sao? Cô ấy gọi nhà báo đến là cũng chỉ vì muốn để cho danh tiếng của công ty ngày càng trở nên tốt đẹp mà thôi. Hoạt động mà mẹ chồng của mình đang làm cũng là một hoạt động ý nghĩa, và nó phải được nhiều người biết để thì công ty mới được khen ngợi, chứ làm mà chẳng ai biết thì vô dụng. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Hải Đăng muốn biết là gia đình đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại căng thẳng với nhau như vậy. Mỹ Anh im lặng, không dám nói lên một lời nào. Ông Khánh lúc này mới giải thích cho Hải Đăng hiểu. Hoạt động từ thiện mà mẹ của Hải Đăng đang làm cùng với những người bạn của bà ấy là hoạt động từ tâm, không phải là để mưu cầu bất kỳ một mục đích gì hết, chẳng liên quan gì đến công ty. Vậy mà Mỹ Anh đã gọi nhà báo đến để phỏng vấn. Bây giờ mọi người đều biết việc làm của mẹ Hải Đăng. Nếu như có một người nào đó viết một bài báo sai lệch, nói rằng mẹ của Hải Đăng làm như vậy chỉ để đánh bóng tên tuổi của công ty, thì mẹ của Hải Đăng sẽ phải tổn thương, đang khóc ở trên phòng. Đến lúc này Hải Đăng cũng bắt đầu nổi giận, quá nhiều chuyện khiến anh phải buồn lòng trong một tuần qua. Nhậu nhẹt, nói dối và bây giờ là cả chiêu trò vẫn làm cho bà Dung khóc. Liệu Hải Đăng sẽ xử lý vợ mình như thế nào? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới, like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.